Trước khi mà chúng ta nói những cái điều kiện mà tốt nhất đây đó, thì chúng ta nói là có những cái mà chúng ta bố thí cúng dường đó mà nó không nằm trong cái này, nó vẫn có phước. Thí dụ như bây giờ đó, mình cho cái con vật thức ăn cho nó. Ngay cả cái giai đoạn thí dụ giờ mình nuôi gà đi, mình nuôi heo đi, mà mình cho nó ăn đàng hoàng. Và cái con vật nào nó đói mình cho nó ăn đều có phước. Còn cái giai đoạn mà mình bán nó là tính sao? Giai đoạn mình giết nó là tính sao? Bởi vì cái nghiệp nó gieo trong cuộc đời mình á. Cái chỗ này mình gieo xuống tốt thì chỗ tốt mình. Nên khi mình gieo xấu thì chỗ xấu mình. Chứ không phải là nói là nuôi heo, nuôi gà là có tội. Chưa đâu. Nuôi heo, nuôi gà có tội là cái lúc mình nuôi nó, mình cho nó ăn uống như thế này. Nhớ nha, mình nuôi con vật gì cũng vậy á, mà mình nuôi nó đàng hoàng tử tế, mình cho nó cái thức ăn, mình săn sóc cho nó bằng một cái tình thương. Bởi vì mình cũng muốn ăn những cái thức ăn tốt thì nó cũng được những cái thức ăn tốt. Thì khi chúng ta làm được như vậy đã có phước báo rồi. Thì như vậy cái con chó, con heo, con gà, con vịt đâu có đòi hỏi có giới hạnh đâu, đúng không? Chúng ta vẫn có phước. Bây giờ chúng ta ra đường, chúng ta thấy một cái người ta đi ăn xin, người ta tật nguyền, người ta khó khăn gì đó, thì đâu có đòi hỏi có nó được. Mà chúng ta có cái tâm mà bố thí như vậy đó, có phước. Có phước liền. Còn này đấy, khi mình nói là mình cúng dường bố thí cho người có giới hạnh, ý là mình nói một cái quả đẹp nhất, cái quả mà tươi tốt nhất. Chứ không phải những cái khác đều không có quả lành, không phải. Khi mà chúng ta mở cái tâm của chúng ta và chúng ta trợ duyên cho bất cứ ai mà chúng ta cảm thấy rằng họ cần được cái sự trợ duyên đó thì mình đều có phước hết. Chứ không phải là nói như vậy thì mình gặp cái người mà gọi là người ta không, người ta không có cái giới hạnh gì hết á, thì coi như mình không giúp, không thể. Thí dụ như sư cô nói vậy, khi mẹ mình sanh ra đó, thì mẹ mình đem bỏ cái gốc chuối, gốc mít gì đó. Bây giờ cái người khác người ta được người ta nuôi. Thì bây giờ khi bà già yếu rồi bà tìm tới, thì không ai nuôi hết. Thì bây giờ nếu mà cái hận của mình á, mình sẽ nghĩ rằng là lúc mà bà đem bà bỏ mình ngay cái bụi chuối đó đó, thì thí dụ như con chó nó lợi nó ăn thịt, hay là con rắn nó cắn, hay là lúc đó mưa xuống rồi, hoặc là lúc nó để mấy ngày không ai thấy nó chết thì sao? Bà đã bỏ mình rồi mà. Còn bây giờ cha mẹ mình, cha mẹ nuôi mình, coi như cha mẹ ruột, và đã lo mình cho tới ngày nay mà mình có nghề có nghiệp đi làm việc đàng hoàng thì báo dưới cha mẹ này chứ. Bây giờ tại sao mình phải nhìn cái người này chứ? Mình hận hận thôi thôi. Thì cái chuyện đó đó nói về cái cảm xúc của một cái đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi, thì những cái cảm xúc thuộc về tiêu cực, thuộc về oán hận, đương nhiên nó phải có, không thể nói khác hơn. Nhưng nếu nơi cái đứa trẻ này khi nó lớn lên như vậy đó, nó vừa có cái cảm xúc đó mà nó vừa có một cái cảm xúc xót xa, không biết mẹ bây giờ ở đâu, mẹ đã làm sao, muốn gặp mẹ một lần. Và khi nó trưởng thành rồi đó, nó sẽ hiểu thế này: vì sao mẹ đã bỏ con? Mẹ có một cái nỗi đau khổ riêng gì? Mẹ có những cái uất ức gì mà mẹ bỏ rơi mình? Bây giờ mấy chục năm dài, bây giờ gặp lại cái người đàn bà tiều tụy sơ sát này, xưng là mẹ của mình, mình có hỏi được cái câu hỏi vì sao mẹ bỏ con không? Mẹ có cái nỗi niềm gì không? Mình chia sẻ được chỗ đó. Và nếu như cái chỗ này không chia sẻ được thì mình nghĩ rằng đây là một cái người bệnh tật, một cái người già yếu, một cái người neo đơn,
Một cái người mà bơ vơ không còn ai giúp đỡ được nữa, sao mình không chia sẻ cái mình có được cho người này? Cho nên vẫn giúp được, vẫn làm được. Và phải nhớ một điều này, người mẹ của mình vì cái hoàn cảnh gì đó không biết, nhưng mà vất mình trong cái bụi chuối đó, ít ra đã không giết mình từ trong thai màu. Đó là ân nghĩa chứ. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái tà danh á, nó chỉ là lỗi lầm, nhưng mà cái sát sanh nó là tội lỗi. Nói theo cái người đời ấy, người ta nói vậy, có sức chơi thì có sức chịu, có sức chơi thì không có sức chịu. Mình đã biết tà dâm, dính vào trong tà dâm rồi, có can đảm sanh con ra, nuôi không được đem cho, nhưng có can đảm sanh con ra, có can đảm làm single mom thì không có tội lỗi. Và trải qua rất nhiều những cái khó khăn, những cái khốn khổ để nuôi con nhẹ phước báo. Cho nên khi cái đứa trẻ mà bị vấp bên lề đường đó, hãy nên nhớ một cái điều đó, mẹ mình đã không giết mình từ trong thai bào. Đó là cái ân đức muôn đời mình phải nhớ. Còn cái nỗi khổ gì để đem vứt con đi, chuyện đó hãy chia sẻ đi, hãy thông cảm đi. Còn không chia sẻ, không thông cảm được, đây là một người nghèo khổ cô đơn, hãy giúp đi, không có mất mát gì cả, phước báo vẫn trổ xanh. Không có ruồng rẫy một cái người sơ sát như thế được. Cho nên khi chúng ta hiểu biết thì những cái nghịch cảnh của chúng ta đó, chúng ta đều có thể hóa giải được. Cái hóa giải đó, chúng ta làm cho những cái cảm xúc tiêu cực mà khi mình lớn lên không cha không mẹ, mà biết rằng cha mẹ bỏ rơi vậy này, cảm xúc tiêu cực đó chính là những cái, một cái oán trách, một cái thù hận bên trong. Mình có thể dịu lòng mình lại ở cái chỗ đó, người phụ nữ này có cái hoàn cảnh gì, người con gái này đã lầm lỗi gì mà đã bỏ con như vậy, nó dịu xong chứ. Và khi mình chia sẻ được, mình thông cảm được thì có thể xóa đi hết mà, xóa được những cái tiêu cực đó mà, hận thù rồi cũng nối kết mà, tha thứ cho nhau thì còn đi bên cạnh với nhau trong cuộc đời này, luân hồi mà. Thân chúng ta đây đó, bằng máu, bằng thịt của mẹ, của cha mà, đâu có giết một sớm một chiều được đâu. Hận thù thì nói như vậy, bức xúc thì nói như vậy, nhưng cái thực tế này, cái bộ máy lớn nè, cái bộ máy mẹ với bộ máy con nó vẫn nối kết mà. Thấy không? Nó vẫn có những cái nhịp rung động, có những cái cầu nối mà không phải là núm ruột không nối được cái nhịp cầu này. Chúng ta phủ nhận, chúng ta chặt đứt, nhưng trên đường luân hồi vẫn nối nhau bằng quan trái mà, để gieo khổ cho nhau là làm cái gì vậy? Cho nên phải đi cái con đường tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau, nối kết rồi giúp cho cái người khổ này đi, giúp cho cái người lầm lỗi này đi, nhưng không phải là tội lỗi. Mà nếu đây có là tội lỗi nữa đó, thì luật pháp quốc gia sẽ giải quyết, là cái chân quả về tâm linh người này phải chịu. Còn trước mắt mình đó, đây là cái con người thân cô thế cô rồi, sơ sát rồi, coi như là bị gọi là bị bất lực trước mọi cái đời sống, cái sự phát triển của đời sống mình rồi. Tưới một miếng nước cho cái cây này nó đâm chồi được một chút mừng một chút, để cho cái người này nè sẽ nói rằng đời đời kiếp kiếp đó tôi không thể bỏ con tôi. Tôi đối xử với con tôi như vậy là bất hạnh của đời tôi. Không phải chỉ riêng cái bất hạnh của nó, mà bất hạnh của đời tôi.
Tôi không thể vì bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó mà phủ phàng những cái nắm ruột của tôi được. Chúng ta thấy chúng ta tưới xuống bằng một chút thiện tâm như vậy mà cái mầm sống được, cái cây khô này nó đã nhú lên rồi. Phước bón đây tôi không ngờ, tôi không chia sẻ mà nó ấm áp lại trong cái lòng mình, nó ấm áp lại một cái cây khô này đấy nè, nó cần một cái chút nước. Mà cái nước này đó phải chính nơi cái nấm ruột của mình tưới tâm tha thứ, một chút thông cảm đây. Cái héo hon này nó tươi tắn lại, dẫu cho có nhắm mắt đi nữa thì cái sự tươi tắn này nó sẽ đi trong biết bao nhiêu khi. Cho nên luân hồi mà mẹ gặp lại con, mẹ sẽ nguyện rằng tất cả những gì đó mà mẹ để khổ cho con đó, mẹ sẽ chuộc hết lỗi lầm của mình. Cho nên chúng ta thấy đường luân hồi này đó, có những người đó ruột thịt cũng có, không phải ruột thịt cũng có, nhưng người ta đối với mình bằng tất cả một cái tấm lòng. Và nếu như trong cái giờ mà chúng ta đã thông cảm, nó tha thứ với nhau mà nó sạch sẽ trong cái lòng mình đó, thì khi mình tiếp nhận lại nó nối một cái tình ấm áp. Còn nếu không, người ta tốt với mình mà mình vẫn phủ phàng, ta tốt với mình vẫn phủ phàng. Biết bao nhiêu gia đình đó nè, mẹ nó nhịn ăn nhịn mặc, phải cào cấu của anh nó, của chị nó, của em nó, để mà ngầm đưa riêng cho nó thôi, mà nó vẫn phủ phàng. Chúng ta hiểu cái sự dây quan tráo nhau chưa? Chúng ta hiểu trong cái tình mẹ con nó vẫn có đơn phương một chiều mà, đâu phải không có. Và cũng có những đứa con cực kỳ hiếu hạnh đó, một cái đồ ló cũng không dám mua cái đồ mới, mà tất cả tiền đều đưa cho mẹ hết. Mà mẹ thì nuôi những cái đứa con của mẹ, mặc dầu tất cả anh em đây cùng một cha một mẹ, nhưng không hiểu sao mẹ nuôi mấy đứa con của mẹ. Còn con đây không biết mẹ lụm cái thùng rác hay ở đâu, nhưng mà con đó là bao giờ cũng đau đớn nghĩ về mẹ cả. Nhưng mà mẹ lấy cái tiền con đó, mẹ không có thương, mẹ không có tiếc, mẹ không có nói hoài. Mẹ chỉ cái mỉ miều ở ngoài lời nói đó, cảm ơn con. Vậy sao? Vậy sao? Nói bằng cái gì vậy? Cho nên khi cái người con hiếu hạnh này hướng về đây bằng tất cả tấm lòng này, nhưng trong cái người này đó, mặc dù biết gì nữa, vẫn có một chút phụ phàng. Tôi có gặp một cái trường hợp nó như vậy đấy. Thì cái bà mẹ này đó, bà nói với con gái, không biết tại sao đó mà con mà chưa có về nhà đó, cô đi đi làm sao, thì mẹ nghĩ rồi con về đó mẹ cho con ăn cái này kia đó. Mà con về thì không nhớ được cho ăn, có chuyện đó là. Rồi con đi rồi con để tiền lại cho mẹ đó, thì mẹ cũng cảm động lắm. Nhưng mà sao rồi con mẹ cũng quên rồi. Còn mấy cái đứa khác đó, nó mua một chút vậy đó, mà sao mẹ ấm áp dữ quá, không biết tại sao trong lòng mẹ gì. Có những người ta nói rất là thật lòng người ta, nhưng người ta không hiểu là đã nói từ đâu. Cho nên đâu phải người ta gặp nhau trên cõi đời này bằng cái tấm ruột, nó có nghĩa là một cái trọn vẹn đối với nhau. Nó cũng có đuổi bắt nhau trong đời này. Cho nên khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta sáng suốt ra, chúng ta nên công bằng một chút. Còn nếu không, chúng ta tạo tội mà. Kể chúng ta nghĩ con trai phải như thế này, con gái phải như thế này, nhất là con gái mà không có chồng á, thì trong tâm của mình nó không có đời sống. Làm bao nhiêu đứa hết đây, anh mày đâu có vợ có con, mày thấy không? Mua đồ cho cháu đi, mày để mày làm gì? Thì thấy cái bất công nó diễn ra chưa? Coi như cái người con gái không chồng này không có sự sống, và lấy cái đồng tiền nó không hề có một cái
có một cái chút gì mà để mà gọi là gắn cái lòng mình với nó, nuôi con trai bất công đấy, thiên lệch đấy, thiện hay bất thiện quá rõ rồi, và cái sự dây này nó nối kết đến đâu thì nó sẽ rõ rồi, nó sẽ rõ. Và sư cô nhớ có lần cũng đã có cái chuyện này rất thật, thật 100%. Cô này bây giờ vẫn còn sống, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với sư cô. Từ cái ngày còn nhỏ, việc gì làm trong nhà kêu của mẹ, còn mấy người con khác lời. Thế mà gia đình khó khăn, cô này đi ở đời lấy tiền. Sau một thời gian về đó, đi mua bán, thì trình độ không có, đi mua bán. Mà mua bán có bao nhiêu tiền, mẹ thu hết, chưa hết. Khi lấy chồng thì cũng như thế. Khi mà lý dị với chồng rồi đó, nuôi cái đứa con của mình khó khăn nhiều, nhưng mà hãy làm bao nhiêu tiền cũng phải chi bên đây, mẹ con bên đây muốn giúp cùng mình như thế đi. Cho đến khi đó tách rời con gái rồi, một mình rồi, sao thấy mình bất hạnh quá. Bây giờ mình nghèo hơn hết trong tất cả anh chị em. Và đây là cái lúc mẹ thấy mình như không có. Mẹ chỉ đến nhà những cái người anh chị em mình đang hạnh phúc trong con tim. Đến khi mẹ bệnh, mẹ nằm trong cái bệnh viện, thì bây giờ nuôi, thì mấy anh chị em mà có tiền mới nói là gì, thuê hai người nuôi và hùng tiền lại trở. Còn không kêu cô này, tại vì cô này không có tiền. Thì cô này mới suy nghĩ là, em không có tiền nhưng mà em nhín ra được. Ví dụ như mỗi tháng mà mấy anh chị một người 10 triệu chẳng hạn vậy, thì em có 200 cho em hùng lương. Người ta không chấp nhận. Thì cô mới dùng cái tiền đó đó, cô vô để cô mua một chút gì đó. Mà trong cái ngày đó mẹ, giờ cổ mới nguyện trong tâm cổ vậy nè, sẽ nuôi mẹ từ đây cho tới chết. Cho nên hai người nuôi đây, cổ vẫn nuôi mà tối không có chỗ ngủ, nó cứ chung với cái sàn nằm nuôi. Và cổ cũng làm hết, còn người kia làm gì thì làm. Nhưng cổ làm với một cái nguyện. Khi má cổ còn tỉnh, cổ nói với má, suốt một cái cuộc đời của con đó, là con không có cái gì mà con không giao cho má, nhất là những cái gì tốt đẹp của con đều đều cho má hết. Bây giờ những ngày tháng cuối của má, thì con không có tiền nhưng còn có sức khỏe ở đây đó, thì con sẽ làm tất cả gì mà với một cái nguyện đời đời kiếp kiếp đó, con với má kết thúc. Thì má cũng không có nói nữa, tại vì đó là giờ cổ nói mỗi ngày cô đi viện. Thì sau đó má cô mất, cái tang lễ đó xong mấy tháng sau thì cô tới cô gặp sư phụ. Thì cổ mới nói cho mẹ là một người trong cái họ hàng má cô nhận đi và nói rằng đó là má cô bây giờ muốn gặp cổ tại cái nhà của má cổ đó, kêu cô về. Thì cô suy nghĩ, cô giải quyết không được, cô tìm tới sư phụ. Và cô mới kể hết cái đoạn đầu cho mình, và kể cả cái lời nguyện của cô. Thì cô hỏi chứ bây giờ cô sẽ giải quyết làm sao, cô nên trở về nhà nữa, thắp cái hương để cho má cô gặp, hay là không gặp gì hết thì có nên không, cô phải làm thế nào. Thì sư cô nói rằng đây là quyết định của cô. Sư cô không có tư vấn bất cứ một gì cả, bởi vì tất cả đều là cái hết sức là riêng tư. Mà cái mà sư cô có thể nói được đó là cái nguyện của cô còn giữ không? Cái nguyện mà cô nói đó là đời đời kiếp kiếp đó,
cô không gặp lại cái người này nữa, thì cô còn cái nguyện đó không? Cô nói còn. Tôi hỏi còn mạnh mẽ không? Còn. Thì cô nói nếu còn, cô gặp lại đây làm gì? Cô nói gì? Cô nói gì? Còn nếu cô muốn gặp, cô xóa cái lời quyển này, tất cả đều vô cô. Suy nghĩ đi. Bây giờ cô vẫn còn sống. Và cái quyết định cuối cùng của cô là không. Nhưng luân hồi còn gặp nữa đấy. Và một người đến, một người ngoảnh mặt. Một người đến, một người ngoảnh mặt. Phải nói với nhau. Phải nói với nhau những cảm xúc rất thật. Cũng giống như cái bè mẹ mà sư cô nãy nói với các cái gì đó. Là bà mẹ mới nói rằng không biết làm sao mà con không có về. Thì má nghĩ tới là con về phải nấu cái này cho con ăn. Nhưng mà con về thì má lại không nhớ gì hết. Rồi con cho tiền, con mua quà cho má. Thì lúc đó má cũng có cảm động. Nhưng mà con đi rồi thì má quên sạch hết. Coi như cái chuyện đó đương nhiên má xài thôi. Còn mấy cái đứa khác có một chút xíu mà má cảm động hoài, má không hiểu sao. Mẹ con nên nói thật với nhau điều đó. Để hiểu mà giải đi. Đường luân hồi chúng ta nối bằng tâm. Gặp nhau với bất cứ cái hình dáng nào, con mắt nó giao nhau là nó nối lại những cái tình cảm, cảm xúc đó. Đâu phải nó nối nhau bằng cái dốc dáng mà nó đinh hình trong cái trí nhớ của mình đó. Không. Nó thấy nhau bằng tâm, nó thấy nhau bằng cái tính cách, bằng cái nết ăn, nết ở, bằng cái cư xử, đối xử với nhau đâu. Và ta nhìn bằng mắt nhau thì nó giao cảm và nó nối kết. Dẫu đây là một con người và đây là một cái con vật nào đó nữa, nó vẫn nối kết. Và đây là hồn ma bóng quế, đây là quỷ dữ hay là quỷ hiền, nó vẫn nối bằng tâm mà. Sao chúng ta không nói với nhau, không làm hòa với nhau, mà để làm hòa với nhau á, phải hòa giải trong lòng mình trước, để chúng ta chia sẻ với nhau, thông cảm với nhau. Đời sống ai cũng có cái sai lầm quá đáng của mình, đôi khi mình rất là ích kỷ, ai cũng ích kỷ cả. Nhưng khi chúng ta ích kỷ quá đáng, chúng ta làm tổn thương người. Ai cũng có những cái nhân duyên gắn kết nhiều hay không gắn kết, hoặc là gắn kết ít. Nhưng chúng ta nhớ, chúng ta có sự công bằng. Và sự công bằng này á, nó sẽ diễn ra như thế này. Bây giờ ba đứa con á, sống đồ y như vậy, đúng ý muốn của tụi mẹ hết. Cho nhà, cho cửa, cho bất cứ cái gì cũng giống nhau hết, công bằng được cái đó. Nhưng thâm thẳm trong lòng người mẹ đó hiểu rằng đó, thương cái đứa con gái út nhất. Vì thế nó nói từ nhiều kiếp trong cái gia đình mà cha mẹ vợ con nó nói bằng nhiều kiếp. Cái người tỉnh táo sẽ đối thử rất công bằng với con, để cho tụi nó không phân bì một cái gì hết. Nhưng trong thẳm sâu biết rằng mình sẽ gắn bó như thế nào. Các con của mình đều tốt hết. Nhưng nếu trong cái phút mà tôi cô đơn nhất, bây giờ tôi sắp chết á, không ai tới được, nhưng tôi muốn thấy mặt cái đứa con gái này thì tôi mãn nguyện ra đi. Nó có cái tình riêng. Nhưng chúng ta công bằng một chút. Còn nếu không, nó sẽ lưỡi nhau không biết bao nhiêu khi. Người ta sống người ta có lưỡi nhau. Chúng ta nhìn trong gia đình của mình thôi, không cần phải nhìn nhiều. Rồi khi mình có gia đình, có con cái, nhất là từ 2-3 đứa trở lên, mình sẽ thấy cái tâm mình như vậy. Và chúng ta không hiểu tại sao. Nhưng chúng ta hiểu rằng đó,
cái duyên kiếp này đó, nó đã nối từ nhiều kiếp lắm rồi, bây giờ nó trở lại với nhau đây. Cho nên có những cái thuận, có những cái nghịch, có những cái người ta hết lòng để làm đẹp lòng nhau, có những cái người này làm đẹp lòng người khác, nhưng người này vẫn ngoảnh mặt xây lưng. Có những cái người này đuổi theo thì người này chạy trốn. Cuộc đời chúng ta phải nhìn ra cái nhân quả đó để chúng ta nói với mình đó, hãy tỉnh thức đi. Để mà chúng ta đối với tất cả những cái người mà có gắn bó riêng hay là có tách ra đi nữa, bằng một cái sự công bằng và bằng một cái tình thương, để cho chúng ta đã xóa hết những cái cay đắng này đi. Còn không, những cái cay đắng này nó sẽ nối kết, tình thương nó cũng nối kết, đắng cay nó cũng nối kết, chúng ta đuổi bắt nhau vậy trong cuộc đời này mãi mãi hay sao? Và chúng ta cứ như vậy mà tiếp tục sao? Cho nên thức tỉnh để mình nhìn ra những cái rất là sâu lắm, những cái vô hình vô tướng, nhưng nó lại hình thành lên một cái nỗi niềm trong cái nội tâm của chúng ta, mà canh dài chúng ta mới thao thức. Nhìn bên ngoài gia đình rất là đầm ấm, ai biết ở bên trong có một cái gì đó nó lạnh lẽo nó chảy bên trong, có một cái gì nó đắng chát nó chảy bên trong. Một cái trái cây chín đều đặn đẹp đẽ thế này, ai biết có con sâu nó khoanh tròn ở bên trong và nó đục khoét như thế này. Cái nỗi đau này biết nói cùng ai? Nỗi đau này giữ trong luân hồi sao? Để tập cái trái này đó, nói với nhau đi. Nhưng đâu có dễ nói đâu. Mình nói người ta không nói thì sao? Ta không muốn nói thì sao? Ta không muốn sự thật thì sao? Cho nên chỉ có phước báo khi chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta hiểu rằng mỗi một con người chúng ta đây đó, tốt cũng rất dễ mà xấu cũng rất dễ, gắn bó nhau cũng rất dễ mà hành hạ nhau cũng rất dễ. Chúng ta hiểu cái điều đó đó, từ trên cái căn bản đó mới nói với nhau được. Còn khi một người mãi mê trong cuộc đời và với con người đó nghiêng về một cái đời sống tâm linh để thao thức, để chờ mong, để muốn có một cái sự nối kết bình yên trong cái hiện kiếp này, nói có được đâu mà nói. Người ta không có bắt một cái nhịp cầu, cho nên mình muốn nói mà người ta lại không có muốn nghe, và người ta cũng không muốn có một cái cuộc đối thoại và cái độc thoại với nhau trên cuộc đời này á, để mỗi người đó giữ một cái cách riêng của mình để tổn thương nhau mà vẫn phải ở cùng nhau. Mình thấy chưa? Cho nên giáo pháp của Đức Phật đó giúp cho chúng ta hiểu biết cái này, để mà tất cả những gì mà chúng ta có cái quả phước thiện lành trên thế gian này đó, chúng ta chỉ mong một điều, chúng ta có trí tuệ tâm linh. Tất cả những ai làm tổn thương ta thì những cái gì làm gì đã làm được đó, ta hồi hướng và ta cũng cầu nguyện cho những người đó có phước báo trí tuệ. Khi phước báo trí tuệ trổ sanh đó, thì ta nói bằng cái nhịp cầu thiện trí ấy mới nói với nhau được, mới cởi mở với nhau và mới có thể đó hòa hợp với nhau. Và cái đời sống, sự sống đích thực của nó là một cái sự hòa điệu trong những cái tiết tấu, mà những cái tiết tấu này đó nó đưa lên một cái sức sống và một cái niềm vui. Nó là cái sự nở hoa, còn không nó sẽ héo tàn. Cho nên phải tỉnh táo ra, phải hiểu biết, phải trầm trọc, phải thao thức với chính mình, phải tìm một cái bài toán giải. Chứ không thể nào đi trong cảm xúc tiêu cực mãi mãi, hoặc là đi trong cảm xúc tích cực mãi mãi mà không biết cái tích cực này đưa về đâu. Đạo Phật dạy chúng ta có hai chữ thiện ác mà thôi.
Đạo Phật dạy chúng ta chỉ có hai chữ nhân quả mà thôi. Nhân nào quả đó, nhân lành quả thiện, mà nhân bất thiện thì quả đắng cay. Tôi xin mời tất cả nghĩ vậy đó. Khi mà chúng ta nói đó, cái điều kiện để cho mình gieo cái nhân thiện xuống và nó trổ cái quả thiện nó tròn đầy như ý muốn đó, thì cái đó là cái chuẩn. Nhưng mà trong cái đời sống đó, không phải chúng ta có cái phước báo mà có đầy đủ cái chuẩn đâu. Mà cái mà chúng ta thiếu phước là nó phần lớn. Cho nên tuy giảng về cái chuẩn, nhưng mà sư cô vẫn muốn nói về những cái lệch chuẩn. Và những cái lệch chuẩn này đó, thì nếu chúng ta có thật có một cái tấm lòng thì nó sẽ đưa về cái chuẩn. Chị hiểu chị? Chứ không phải tại sao sư cô đưa cái chuẩn đời mà lại nói cái lệch chuẩn nhiều hơn cái chuẩn. Là vì đời sống đó, không phải dễ gì chúng ta có cái chuẩn. Không phải dễ gì mà chúng ta đó là gặp những cái điều mà toàn là thuận duyên cả. Mà trong cái nghiệp duyên đó mà chúng ta không có để cho cái tấm lòng của chúng ta mà gọi là hành giới, là nó gọi là một cái từ bi nó khởi sanh lên đó, thì chúng ta có cái cơ hội nào để mà chúng ta làm cho những cái phước báo mà tốt đẹp nhất trong cái cuộc đời chúng ta được trổ sạch. Và sư cô lại lặp lại một lần nữa trong vấn đề nghiệp đó. Những ai mà sống gần gũi mật thiết chúng ta nhất, từ những cái nhỏ nhặt nhất của người ta đó, nó cũng làm cho cái tâm mình nó phải nối kết và phải có ứng xử. Thì chúng ta hiểu rằng đó là cái quả nghiệp mà cận kề nhất của chúng ta mà chúng ta phải xử lý mới có thể yên vui được. Còn nếu chúng ta không xử lý được thì những cái này nó sẽ đi trong luân hồi. Những người đó là gì? Là ruột thịt của chúng ta, là những người chúng ta chọn lựa làm bạn bè thân thiết hay là thành cái người hôn phối của chúng ta. Những đứa con chúng ta sanh ra, những ai chúng ta muốn kết giao, tuy xa lạ, tuy người dân nước lạ, nhưng nó lại là cái quả nghiệp khấm khích của mình. Và chúng ta phải xử lý thôi. Còn chúng ta không biết xử lý thì chúng ta đây phải khổ, phải mắc kẹt hết trong những cái hoàn cảnh đó. Bởi sư cô đi giảng ở đâu cũng vậy, giảng cho tăng ni cũng vậy, mà giảng cho cư sĩ, sư cô đều nói vậy. Khi mình vào chùa đó, mình xuất gia đó, ông Phật không cho mình ăn lạc, trụ trì không cho mình ăn lạc, huynh đệ không cho mình ăn lạc, Phật tử không cho mình ăn lạc. Mà an lạc đó chỉ có được đó, khi mà chúng ta xử lý tất cả những nhân quả đến với đời ta. Đời ta là đời thường hay đời ta là đời người xuất gia cũng chỉ có một cái, đó là duy nhất mà thôi. Chỉ có cái là khi đời xuất gia chúng ta nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nương tựa vào những cái phước báo mà chúng ta tạo dựng ra để cho cách ứng xử của chúng ta đó, nó đỡ phải bị lệch lạc thôi. Vì vậy mà sư cô cứ phải muốn nói những cái lệch chuẩn, để từ cái lệch chuẩn đó chúng ta mới có thể mà coi như là từng những cái mảnh vụn đó mà chúng ta có thể ghép lại thành một cái tác phẩm. Thì như vậy chúng ta mới có thể mà coi như sống an vui trong cái đời mà nó đầy những cái gọi là những cái sóng gió đây, đời với những cái nó trầm bổng đây, thì chúng ta biết cách xử lý. Thí dụ như một cái chuyện trong kinh điển đó, là có một cái người nữ cận sự nữ đó hôm nay đó nấu cái thức ăn ngon, và coi như là đem cái thức ăn đến đó để cúng dường cho cái Đức Phật ở cái tinh xá, nó không có cách xa mình lắm. Và sau khi nấu nướng được ấy là phong gói lại đàng hoàng đó, thì coi như hết sức là quan hỷ đó, đổi cái thức ăn đó để đi đến cái tinh xá cúng dường cho Đức Phật. Thì khi người này đi dọc đường đó, mới gặp một cái người đó, họ đói lả bên vệ đường này, và họ cầu xin rằng cho họ một cái chút gì đó ăn. Thì cái cô này còn đứng lại,
Tôi cũng suy nghĩ là cái tác ý của mình là mình chỉ cúng Phật thôi. Và bây giờ đến cái lúc mà tới cái tinh xá rồi, thì bây giờ cái này là tác ý cúng dường cho Đức Phật, mà bây giờ cho cái người này thì sao mà cho được. Mà bây giờ không cho thì cũng không được. Bây giờ mới biết làm sao đây. Cứ gặp người ngoài, còn cái người này đó thì coi như là ở trong cái trạng thái là nó lả người đi. Thì cuối cùng cái người này mới suy nghĩ nè, rồi đối với bài là hết cái thức ăn bài thôi. Rồi mới quỳ xuống, mới hướng về cái tinh xá của Đức Phật. Và mới nói rằng con dâng cúng cái vật thực này lên Đức Thế Tôn. Và cô đảnh lễ, cô dâng cúng 3 lần thì cô đảnh lễ xong. Rồi con mới nói là con xin phép Đức Thế Tôn đó cho con cái phần vật thực này để mà giúp cho cái người này đó chống được cái cơn đói khổ của mình. Thành ra sau khi đảnh lễ cúng dường xong thì mới xin cái vật thực. Còn khi cái này là lễ vật cúng dường, lễ vật cúng dường xong thì đây là vật thực để cho một cái người đó người ta đang đói lạ. Thì cô làm vậy. Và mấy ngày hôm sau thì cô đã làm cái vật thực khác và đem đến cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thì có đảnh lễ và có trình bạch cái việc này ra. Thì Đức Thế Tôn đó mới khen rằng là như vậy là được. Chứ còn nếu không thì nói rằng trời ơi cái này mà dâng lên cho một cái bậc thánh, mà nhất là bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái phước mình là không có thể nghĩ bàn được. Làm sao mà như vậy, để cho mình đi dâng Đức Phật xong đi rồi mình về đó, mình lấy hết đồ ăn nhà mình cho hết cũng được, không sao. Nhưng mà bây giờ tới giờ đi cúng dường là phải cúng dường, chứ không có thể nào mà trì quản được cái này hết. Thì thấy chưa? Phải giải quyết như thế nào, trong cái mọi hoàn cảnh mình xử lý như thế nào mà nó êm ấm, mà nó vẹn vẻ, thì đó mới là phước đó. Là bởi vì cái duyên của cô này đó là lần đầu làm vật thực gì á, chưa có đủ phước để mà dâng cúng lên Đức Thế Tôn. Nhưng mà nếu rằng á, nếu mà cái người này đó mà không có cái tấm lòng thôi, chứ mình không có nói cái kiến thức, cái sự hiểu biết, không có một cái tấm lòng đó thì không xử lý được. Nó sẽ bị mắc kẹt bên đây, mắc kẹt bên kia. Thành ra khi cái chuẩn này mà đem ra nói á, thì nếu mình không biết mình bị mắc kẹt. Mình bị mắc kẹt. Người ta ăn xin thì có giới gì? Nó ăn trộm, ăn cắp rồi bây giờ đó, bậy bạ ra rồi bây giờ không đi làm được rồi đi ăn mày ăn xin. Thì tại sao mình học, mình nói rằng phải dâng cúng cho người có giới, mà bố thí cho người có giới, rồi sao mình làm vậy được? Quý vị hiểu cái này hay không? Cho nên mình dâng cúng vật thực, mình dâng cúng cho người có giới, đó là cái mà mình hướng tới. Nhưng mà để mình đạt được những cái điều này đó, cái phước báo mình phải ở cái mức độ nào, mình mới có những đầy đủ cái điều kiện đó. Còn bây giờ trong cái mà nó chưa được chuẩn đây đó, chúng ta vẫn có thể nâng nó lên cái hàng chuẩn. Bởi vì từng bước nó không nằm ở cái đối tượng nhận là chủ yếu, mà nó nằm ở cái tấm lòng của mình là cái chủ yếu. Vì vậy thì nó nâng cái phước mình lên đó, cho đến khi mà mình gặp được người có giới, mình gặp được một cái bậc đó là đã đắc thiền, một cái bậc đó là đã nhập vào dòng thành. Mình phải cái lực đó, đó cái lực mà của cái từ bi, cái trí tuệ đó, nó phải ở một cái tầng cấp nào chúng ta mới gặp được. Cho nên cái này đó là khi mà Phật tử đến những cái nơi mà cái người xuất gia ở đó, nhiều khi mình thấy cái phàm tánh hướng thượng đó, mình lại nói những cái điều đó là coi như là kết án, thấy không? Rồi từ cái chỗ đó, đó mình từ bỏ luôn cái tam bảo, thấy không? Mình không hiểu một cái điều đó, phước mình không đủ chứ mình phải gặp phàm tánh hướng hạ chứ. Đi chùa nào cũng gặp mà. Tại sao hàng mấy chục ngàn cái chùa mà mình đúc đầu tới cái chùa này cũng thấy vậy, đúc đầu chùa kia cũng vậy đó, đi chỗ này gặp cũng thấy vậy, phước mình không đủ mà. Phước mình không đủ, cho nên cái hôn nhân này tưởng rằng là nó hết sức là tốt đẹp, nhưng về sống chung rồi mới biết trong chăn này nó có rận á, mình mới biết mình đang ở với ai. Để chi? Để mình không có áo não trong thân, mà không có cố chấp để bám víu, mà từng bước ấy,
mình phải đi con đường của mình. Nhưng mà phải hết sức là êm dịu mới thoát ra được. Không những êm dịu mà sáng suốt mới thoát ra được. Còn nếu không á, chưa chắc đâu. Không phải hiểu đúng là làm được. Hiểu đúng còn phải có cái tinh tế, còn có cái mềm mại của cái từ bi, và nó có cái trí tuệ, cái sự sáng suốt để mà thấu rõ cái nhân quả, thì chúng ta mới có thể lắp mình ra được. Còn không, không dễ dàng đâu. Vì vậy mà khi chúng ta học những cái điều chuẩn thì chúng ta phải biết có những điều không chuẩn mà vẫn phải làm. Còn nếu không thì chúng ta đây đó, ngồi đó mà mơ ước cái chuẩn thôi. Rồi quạo quọ đó là khi là mình nhầm cái chuẩn. Mình nhìn người không ra, mình đừng nhầm cái chuẩn đó, mình quạo quọ lên. Rồi mình tiếc, tiếc nuối. Rồi mình trách, rồi mình đã là lên án kết án tất cả mọi thứ, đều không nhận ra nhân quả của mình. Và mình tiếp tục, mình làm, mình gieo xuống những cái nhân mà đã gây khó khăn, gây trở ngại, gây những cái tổn thương nó chính trong cái nội tâm của mình. Nhưng mà cái bên ngoài đó là mình thấy cái lỗi của người ta không, mình không có lỗi, mình có một cái tấm lòng. Tấm lòng tại sao trách móc? Tấm lòng tại sao hối hận? Tấm lòng này thiếu sáng suốt. Để mà nhận ra là phước mình chưa được. Cho nên á, mình có giống như là mình có hộ trì cái nơi đây đi nữa, mà sau khi mình thấy ra rằng nơi đây là phạm tăng hướng hạ chẳng hạn, thì mình cứ nói A Di Đà Phật, tôi hộ trì tăng rồi, tôi không vướng bận một cái gì hết. Còn ai sử dụng cái tam bảo này để mà tạo phước hay tạo tội là chuyện của người đó. Còn kể từ khi tôi biết rồi thì tôi ngập ngừng một chút. Còn nếu cái điều kiện của tôi đó là không còn có chỗ nào hết, tại vì bây giờ không có đi đâu được đó, nó gần bên rồi, cho nên là phải đến đó tụng kinh, phải đến đó cơm quả, rồi cần cúng dường cái gì thì cúng dường, thì tôi cúng dường tam bảo. Còn ai sử dụng cái này tạo tội hay tạo phước là chuyện của người đó. Cái ngôi chùa này không phải của trụ trì này, cũng không phải chư tăng này, không phải chư ni này. Ngôi tam bảo này là để cho tất cả những người con Phật. Và tôi đến đây với cái thiện tính của một người con Phật. Tôi nương tựa vào tam bảo này để mà tôi nuôi dưỡng những cái thiện lành của tôi. Còn chẳng qua cái phước tôi nó kém, thành ra tôi không có là coi như được, giống như là được một cái từ trường tốt thôi. Tôi không gặp được những cái bậc mà tôi nghĩ rằng là sẽ nâng đỡ tôi, thì thôi bây giờ tôi tự đi. Vì thấy chưa? Cho nên cái lòng tốt nó không có trách móc. Nhưng mà chính những cái bất thiện pháp của mình nó mới khởi lên sự trách móc, mới khởi lên cái sự kết án, nó mới khởi lên những cái lời nói mà gọi là thô thiện. Còn cái lòng tốt không bao giờ. Khi chúng ta hiểu rõ những cái điều này thì trong cái mọi hoàn cảnh đó, chúng ta dẫu có làm sai không tiếc đâu, chuyển liền. Ví dụ như bây giờ mình đi dọc đường, mình đánh rơi một số tiền rất là lớn vậy. Thì giờ quay trở lại tiệm rồi đăng báo nhờ cậy là thông báo gì tất cả cũng không ra. Bây giờ ngồi đó buồn hoài, xót hoài, than trách hoài, có được cái gì không? Được cái quế nhiễm trong tâm. Tại sao mình không thay đổi đi? Mình buồn, mình trách, mình nói xả hỡi về người ta xấu vậy gì, để được cái gì? Có thay đổi được gì không? Có đem cái đồng tiền nó trở lại không? Và nó sẽ làm cho cái năng lượng tiêu cực của mình, năng lượng xấu của mình nó khởi sanh lên. Vậy tại sao mình không làm điều tốt? Ngày hôm nay tôi vô ý được đánh mất một số tiền lớn. Tôi cầu mong cho những ai đó nhặt được cái tiền này, thứ nhất giải quyết khó khăn của mình, và dùng cái đồng tiền đó để mà mưu sinh hoặc là những cái điều lợi ích để cho người này có cái phước báo, có cái tiền này, và chính cái số tiền này họ tăng cái phước báo đó. Xóa sạch những cái
tiêu cực ở trong tâm. Quý vị thấy chưa? Tại sao mình không làm gì đó mà làm rất là chân tình? Bởi vì nó nhớ rằng chúng ta có phước, có tài sản, nhưng có phước hưởng được tài sản hay không là hai chặng đường. Cho nên mình có phước, có tài sản, nhưng mà cái món mà mình đánh rơi rồi nè, là không có cái phước hưởng. Tại vì rõ ràng mình đâu có cho ai, mình cũng đâu có ai cướp giật mình, cũng ai lừa gạt mình đâu. Tự mình không cẩn thận thì mình đánh mất, là mình không có phước hưởng cái tài sản này. Thì bây giờ cái người ta nhặt được là ta có phước chứ, thấy không? Thì tại sao mình không cầu cho cái phước báo nó tăng lên, để mình tùy hỷ với cái phước báo này, thì mình xóa sạch những cái quế nhiễm cho con. Cho nên đã mất tiền rồi á, lại còn mất cái sự thanh tịnh ở trong tâm, và đi cằn nhằn, đi kể lể, rồi nói rằng cái xã hội gì mà kỳ cục, ai cũng tham á, rơi tiền lụm không đưa lại cho người ta, người ta đăng thông báo người ta này cái kia nọ không trả lại, người đó xấu quá. Nói đi, càng nói chừng nào á thì càng tạo cái sự tổn thương cho mình chừng. Thì thế, do mình xử lý, tất cả đều do mình xử lý. Và trên đời này không có ai hoàn toàn mà phước báo từ đầu tới cuối, mà cũng không ai mà hoàn toàn đó là coi như là không có một chút phước báo nào cả. Vì khi chúng ta sinh ra làm người, chúng ta có thân người đây đó, là đại phước báo rồi. Cái phước báo này có dữ giới nè, phước báo này có hành giới này, phước báo này có cái ánh sáng của trí tuệ đó, chúng ta mới ra khỏi những cảnh khổ và chúng ta đây mới được làm được. Tại sao mình không nhận ra cái điều này? Để mà những cái tốt đẹp của mình á, mình nâng nó lên, thấy không? Cho nên á, chúng ta xử lý những hoàn cảnh, chúng ta biến những cái bất hạnh của chúng ta giảm xuống, và chúng ta tăng những cái tốt đẹp của mình lên đó, để chúng ta tạo một sự êm đềm mới. Còn nếu không, chuyện bé sẽ ra to, thấy không? Chuyện không có gì làm tay quay ra, thì bản thân mình phải khổ. Tại mình thiếu trí, nhưng mà mình thừa cái quế nhiễm ở trong tâm. Vì vậy mà nó đụng vô cái là nó bung tràn đó, đụng vô cái bung tràn đó. Nhìn cho rõ cái đường mà nghiệp đen và nghiệp trắng với mình, để khi mà bất cứ một cái tác động gì đó thì nó bung ra là nó bung cái thiện hay bung cái bất thiện. Nhìn ra đi, nhìn ra cái đó, để khi mà chúng ta có cái thái độ, hoặc là chúng ta có cái cách xử lý, hoặc chúng ta hành động để chúng ta giải quyết vấn đề đó, thì chúng ta giải quyết trên cái căn bản của nghiệp đen hay nghiệp trắng. Trả lời đi. Nếu mà giải quyết trên nghiệp đen, trên cái sự khó chịu, trên cái sự bực tức, trên cái sự bất mãn của mình, trong sự thù hận của mình, thì chắc chắn con đường khổ đau sẽ mở rộng ra và thâm thẳm một đường nữa. Còn nếu chúng ta mở ra cái phần thiện lành để chúng ta ứng phó, thì mọi việc của nó sẽ đi vào con đường xuôi chèo mát mẻ. Nguyên tắc này không đổi dời. Cho nên cái vấn đề của mình á, là vấn đề mình nhìn thấy rõ hơn, hay mình luôn luôn có một cái suy nghĩ vậy, chuyện gì cũng giận sao được, chuyện gì không tức sao được, chuyện gì không trách sao được, chuyện gì không bất an sao được, chuyện gì không khó chịu sao được. Ủa, chuyện là chuyện mà. Còn tất cả những cái điều mà chúng ta vừa nói với mình đó, nó phát xuất từ cái vị trí này. Cái sự trí của quế nhiễm này nó lan truyền ra, lan xuống lan lên nè, nó che khuất hết nè. Còn bao giờ chúng ta nhận định rõ, ồ, tại sao mình phải giận chứ? Tại sao mình phải bất an chứ? Tại sao mình phải hằn học chứ? Cái gì nó bất an, cái gì nó hằn học, cái gì nó khó chịu nằm đây? Nó chích vô đây. Khi mà cái quả nó rổ xanh á, nó đánh vào đây, và cái đây nó bung tràn ra. Hay chúng ta tiếp nhận chỗ này.
quay lại. Còn nếu không, chúng ta đi trong cảm xúc và không hề có trí tuệ soi sáng, và đi triền miên trong cảm xúc. Thế những cái cảm xúc nào mà chúng ta thấy hài lòng tiến tới, cảm xúc nào khó chịu, chúng ta sẽ thể hiện tất cả những cái đó. Ưng bạc. Và khi mình muốn biết vậy mình chịu. Bởi vì nó tràn lấp ở trong tâm, nó trổ vã lên, nó làm cho tăng cái kho bất thiện pháp này lên. Nghe không? Ví dụ như trong nhà mình nè, nó có cái hầm cầu chứ, nhà nào cũng có, sao không có được. Nhưng mà khi ở bên ngoài nó chọi cái cục đá vô, nghe không? Bây giờ nó có trúng cái bồn cầu đi nữa đó, thì mình phải vội vàng mình thay cái bồn cầu khác đi chứ. Tại sao là mình tức quá mình đập cho nó xuống cái hầm cầu để nó bung ra thúi hết cái nhà, là do mình chứ, hầm cầu của mình đây nè. Là tất cả những cái sân hận nè, những cái bức xúc nè, những cái trách móc, những cái thù hận mình, cái hầm cầu ở trong tâm của mình nè. Mà tại sao đụng chuyện gì cái hầm cầu nữa cũng nổ tung lên là sao? Hỏi mình đi. Nhà ta một hầm cầu, mấy hầm cầu nói đi. Và cái hầm cầu mình, cái nắp đậy nó mong manh đến như vậy sao? Phải suy nghĩ đi. Đấy mà chúng ta dịch cái hòn đá đó đến một cái chỗ mà chúng ta đây có thể xử lý được. Dẫu chúng ta có đập nát nó ra đi nữa đó, thì nó cũng không có ảnh hưởng gì với một cái nền nhà chắc chắn như thế. Mà cái đá dụng dằn đó chúng ta có thể đem làm xà bông để mà xây một cái sân cứng chắc được. Tại sao chúng ta phải tổng nó xuống cái hầm cầu để nó bung bét cái hầm cầu lên, để mà rồi đó là tất cả mọi người đã phải hưởng cái món đó rồi. Cho nên phải nhớ rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực đó, nó là cái hầm cầu. Nhà nào cũng có hầm cầu. Cho nên là cái người mà thọ nhận có giới hạnh đó, là đó là cái phước báo cho cái người dân cúng. Vì cái quả của nó sẽ rất là cao và rất là tròn đầy. Và nó hơn cả cái giới hạnh đó là cái người đó đã đắc thiện. Cái định lực người ta càng cao chừng này, cứ mỗi một cái tầng thiền vậy là cái định lực người ta cao, cứ tăng lên này. Phước báo người ta lớn. Thì cái dân cúng người này thì cái quả nó trổ nhiều, nó trổ lớn hơn, nó trổ đẹp. Và khi mà tới các bậc mà thuộc về các cái tầng thánh từ thấp tới cao, và đặc biệt là dân cúng cho một cái vị Phật chẳng hạn, thì cái phước báo là không thể nghĩ bàn. Vì đó là những cái chuẩn trong khi chúng ta làm cái điều thiện. Bây giờ đó là còn cái điều kiện thứ hai đó, là về cái người dân hiến. Bản thân cái người đi dân hiến cái này đó, thì mình có giữ giới không? Mình có hành giới không? Và đó, cái vật thí này đó, nó gọi là có hợp theo lẽ đạo không? Tức là cái vật thí này là những cái gì mà mình tạo ra đó là bằng cái đồng tiền chân chính. Nó trong sạch, nó chân chính. Và mình mua những cái vật thực này cũng vậy. Tự nó cũng phải tinh khiết, tự nó cũng phải có một cái giá trị mà coi như là đúng đắn nào đó. Chẳng hạn gì. Thì như vậy á, nếu mà chúng ta nói rõ hơn á, thì cái vật thí mà làm hợp theo lẽ đạo này đây á, là bản thân cái người này đó tạo nó ra bằng cái chánh nghiệp. Và bằng cái mà gọi là cái chánh mạng của mình. Khi mình nuôi thân chánh mạng, khi mà chánh nghiệp của mình tạo ra là mình sẽ nhớ nè, năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích, và không dễ vui, không uống rượu, không dùng cách chất sai vân vân. Thì bất cứ những nghề nghiệp nào, ví dụ mình gọi là cái chánh mạng đó,
Đó là cái chánh nghiệp mà mình không phạm vô cái điều đó. Bây giờ cái chánh nghiệp á là mình vui sống cái mạng mình á bằng những nghề nghiệp chân chính. Thật ra tất cả những cái này nó đều chân chính hết thì mình có được không? Cho nên là mình sẽ suy nghĩ lại coi đó. Và khi mình dâng cái vật thí này lên á mà mình giết con cá, mình giết con gà, con vịt để mình đem mình dâng cúng lên thì cái này có hợp lễ đạo không? Và nếu mà quý vị đây mà biết thiền sư An Lạc Hạnh thì quý vị sẽ thấy người thực nghiệp thực là có những người đó, người ta đó là nhập về và người ta nói rất rõ rằng: con ơi, đừng có làm gà làm vịt mà cúng cho ba. Rất nhiều, quý vị coi rồi quý vị sẽ thấy rất là nhiều mà người thực việc thực thì nó phải hợp theo lẽ đạo chứ. Bởi vì trong cái giới thì chúng ta không sát sanh, không sát sanh cho mình ăn, cũng không sát sanh đem người khác. Cho nên khi đám giỗ rồi nói là ba tôi thích ăn cà ri vịt cho nên bây giờ làm cà ri vịt, suy nghĩ lại. Vì cái người này đó muốn ăn những cái món đó và tôi sẵn sàng, vì cái phước của tôi sát sanh tôi đem dâng cúng cho người đó. Hãy suy nghĩ coi cái vật thí này của mình có hợp theo lẽ đạo không. Nếu hợp theo lẽ